Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn làm cái mạch âm ly chạy hai con sò D718. Đầu tiên là các bạn mua cho mình hai con sò D718, hai con tụ 1k, 100k là nó đó. 100 UF, 35V nha mọi người. Và một và hai con điện trở 1k, đầu tiên các bạn hàng cho mình một con tụ chân nào cũng được vào một chân đầu tiên của nó, chân một số 1 của nó, hoặc một con điện trở và số 1 của nó, một dãy điện trở là số 2 của nó, một dây nối từ dây số 2 qua dây số 2 bên đây đó, một dưới đó vào bên đây, các bạn làm điện tử của mình bên đây nha mọi người. Đó, làm mấy cái như vậy nha mọi người đó. Và tiếp theo chúng ta nói hai chân này lại, nó ra như vậy. Chúng ta nói hai chân này lại để ra cái giắc 3.5 nha. Và đây là giắc 3.5, dây cộng mình đưa vô hai chập hai con tụ này, và dây chờ chúng ta đưa vô xô chân số 3 nha mọi người, và chân số 3 bên đây này là tính ra nói theo bên đây, và chúng ta ra dắt 3.5 cộng trừ nha mọi người. Xong tôi đã hàng được một cái dắt 3.5 và một dây chân số 3 này, chúng ta nói vào dây bên đây là dây chữ dân cây số 3 và cái dắt trừ của... Xong như vậy là xong. Chúng ta còn gấp nguồn nữa là xong. Và dây nguồn đây, dây nguồn sử dụng một dây này, dây nguồn nha mọi người, đây dây nguồn, đây dây nguồn tôi sẽ sử dụng một chân xơi chạy dây số 3, chân số 3 của con này là dây trừ, đây dây trừ và một dây vô lo. Tôi sẽ nói lại và nói lại chân số 3 này là chuyển qua đây luôn. Xong như vậy là chúng ta đã xong được một cái mạch, và tôi sẽ chỉ lại cho các bạn. Đây một con tụ chuyển vô đây toàn được nói với nhau. Trời, chân này làm thì sao, là bên đây làm vậy nha mọi người, mạch đầu với mạch bên đây luôn, điện trở cũng hịch luôn, điện trở và cái câu điện trở bên đây, hai câu bên đây nữa, cái mạch bên đây. Xong như vậy là hôm nay được xong cái mạch. Đây xong cái mạch rồi. Đây là một dây lo. Đây dây lo đây. Chúng ta sẽ nối vô một cọng của hàng dây điện. Điện đỏ ở ngoài. Dây lo nha mọi người. Dây trừ và chúng ta sẽ nối vào chân số 2 của con hai con D718 nha mọi người. Rồi như vậy là xong. Chứ chúng ta sẽ bắt nhạc thôi, là hát thôi. Đây là sơ đồ của nó. Đây. Sơ đồ nó nha mọi người. Người thấy rõ không? Cho người thấy đấy. Chúng ta chụp bằng hình lại nha mọi người. Không biết chụp bằng hình lại. 1 ký, hai con điện trở 1 ký, điện trở nè, hai con điện trở 1 ký, toàn một và hai con tụ 1k nha mọi người, là 100 UF, 35V nha mọi người. Hai tụ này nè, hai một cái giấc 3.5 lo bình ắc quy, vậy là xong. Hai con sọ